Yến trước khi mà Yến yêu ấy thì Yến 39 cân. Nhưng mà sau một năm thôi là được bà ngoại của người yêu mối tình đầu chăm là Yến đã tăng 10 cân, là 49 cân. Yến đã có một mối tình đầu 2 năm rưỡi, bắt đầu học cấp 3. Tưởng là học xong là cưới luôn rồi ấy chứ, nhưng mà dòng đời xô đẩy thế nào lại nam tiến. Đùa chứ thực ra là mối tình đầu của Yến thực sự rất là đẹp. Anh đấy cũng không phải là học cùng trường nhưng mà rất là gần trường. Nên hầu như ngày nào mà Yến đi học xong rồi Yến cũng về nhà đó ăn cơm, xong rồi chiều lại đi học tiếp và tối được đưa về. Thì mọi người biết là Yến trước khi mà Yến yêu ấy thì Yến 39 cân. Nhưng mà sau một năm thôi là được bà ngoại của người yêu mối tình đầu chăm là Yến đã tăng 10 cân, là 49 cân. Thế là chỉ trong vòng một năm đầu tiên thôi là Yến đã tăng lên 49 cân rồi. Thì thực sự chắc là tình yêu hạnh phúc lắm nên đâm ra là mới tăng cân đúng không mọi người? Thôi chắc nói thế thôi. Kỷ niệm đáng nhớ với mối tình đầu hả? Chắc là lần đầu tiên mà Yến biết đi xe máy. Thì lúc đấy là hai người cãi nhau, giận nhau. Và Yến nghĩ là mình cần phải đi xe máy về nhà. Thế là Yến đã tự lấy xe và đi xe máy về nhà. Lúc đấy mặc dù chưa có bằng lái, xin lỗi mọi người. Và lúc đấy rất là bực mình nên đâm ra đã tự lấy xe đi thẳng về nhà. Và sau đó thì anh đó là... cả anh đó và cả anh trai của anh đó luôn, là hôm đấy lại còn mưa nữa chứ, là đi xe máy, hai người mỗi người một cái xe máy, tìm từ nhà bà ngoại xong rồi về nhà bà nội. Xong rồi tìm mà Yến thì đang đứng trú mưa ở hầm Kim Liên bởi vì trong xe không có mưa, thế cuối cùng vẫn chưa về được nhà. Nói chung là đợt đấy cũng buồn cười lắm, đúng là một thời trẻ trâu. Thực ra cũng không khác mấy đâu, Yến chỉ yêu, tức là Yến thấy Yến yêu đúng một kiểu thôi. Tức là một khi mà người ta đã mang lại cho mình một cái sự tin tưởng nhất định, hay là một cái sự mà kiểu mình cảm nhận là người ta thật lòng với mình ấy, là Yến sẽ dốc hết lòng hết sức để mà yêu thôi. Dù sau này có như thế nào, Yến luôn luôn là như vậy. Nếu có một lời nhắn ạ, chết rồi, em cũng chả biết nhắn gì đây. Nói chung là cảm ơn anh vì đã tới với cuộc đời của em. Và nhắn gì bây giờ ta? Thôi, cảm ơn thôi. Cảm ơn vì đã là một phần của cuộc đời em. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Mẹ nghe lập tức. Nếu được làm vua của một vương quốc, lệnh đầu tiên mà Yến muốn ban cho thần dân của mình. Nếu được làm vua của một vương quốc thì điều đầu tiên muốn ban cho tất cả thần dân là nếu mà không vui thì sẽ bị chém đầu. Nếu buổi sáng thức dậy thấy mình ở tuổi 16, việc đầu tiên Yến làm sẽ là gì? Cái gì ạ? Thức dậy ở tuổi 16, việc đầu tiên Yến làm sẽ là gì? Ôi thôi, nếu mà được thức dậy ở...